Thật không ngờ ngày đầu tiên cô trở lại công ty đã trở thành luật sư đối đầu của công ty Donald & Co chúng tôi. Đối với một nữ sư phụ có lòng tin không? Thật ra tôi với anh ta cũng không phải kiện tụng gì. Thu mua cũng giống như là mua đồ vậy. Nếu hợp giá cả thì thành giao, nếu không hợp giá cả thì bàn tới khi được mới thôi. Miệng anh ta rất lợi hại và tính toán giỏi như vậy, lát nữa anh ta nhất định sẽ ép giá cô. Được rồi, được rồi. Tờ báo Nhật Quang đáng bao nhiêu, kế toán viên sẽ tính giùm tôi. Tóm lại tôi không để tôi bán lỗ vốn đâu. Số đông tổ chức phụ nữ tụ tập tại trước cửa tổng công ty tờ báo Nhật Quang phản đối họ đăng tấm hình gợi cảm của một bé gái chưa đầy 16 tuổi trong một bài báo trước đây đã vi phạm đạo đức xã hội. Người kích động biểu tình, bọn họ không loại trừ việc tới sở tố cáo tờ báo Nhật Quang vi phạm điều lệ chứa chấp vật phẩm khiêu gợi trẻ em. Sao tự nhiên lại dấy lên tin tức như vậy chứ? Cô cảm thấy có ảnh hưởng tới giá của tờ báo Nhật Quang không? Giá có bị ảnh hưởng hay không phải xem lát nữa cuộc họp với Trương Cường diễn ra thế nào. Tôi nghĩ rất là lâu cũng không nghĩ ra Trương Cường sẽ dùng chiêu gì để ép giá của tờ báo Nhật Quang xuống. Thật không ngờ lần này chơi bêu xấu. Vốn dĩ tôi nhận được tin bên tập đoàn Việt Ninh ra giá cao nhất là 500 triệu. Với cái giá này vốn dĩ không thể đặt thành giao dịch được. Trực giác nói cho tôi biết, dù tờ báo Nhật Quang rớt tới chỉ còn một xu, dù họ sẽ bị kiểm khống nhưng phải dụ kiện tụng, bọn họ vẫn sẽ không hạ giá cả xuống. Tờ báo quan trọng nhất là hình tượng. Dù tài sản của tờ báo Nhật Quang có nhiều tới đâu cũng được, mất đi uy tín thì giống như chỉ còn lại vỏ rỗng vậy. Với tình trạng này còn cắn chặt mức giá, tôi cảm thấy khả năng đó rất là thấp. Đăng Thần, tôi cược một gian với cậu, giá khởi điểm của tờ báo Nhật Quang nhất định cao hơn 500 triệu. Trương Cường vốn dĩ là mua không nổi. Cuộc thu mua lần này sẽ chính thức chấm dứt ở đây. Không ngờ rời khỏi Donald & Co, công việc đầu tiên đã hên như vậy. Được hợp tác cùng với anh rồi. Tôi hy vọng giao dịch lần này có thể thuận lợi. Hai bên không chỉ kiếm được tiền, còn tiết kiệm được thời gian. Phải xem giá bên các anh chào có phải con số mà trong lòng khách hàng tôi nghĩ hay không. Cuộc giao dịch lần này chúng tôi đã nhờ kế toán viên dự toán tổng giá trị tài sản của tờ báo Nhật Quang. Cậu Nick. Phần này là kết quả ước tính của kế toán viên đối với tờ báo Nhật Quang. Cái đáng giá nhất của họ là miếng đất nằm ở đường Tương Quang. Giá trị ước tính là 356 triệu. Tính luôn nhà xưởng, nhà kho và tất cả thiết bị có liên quan, tổng giá trị tài sản là 570 triệu. Con số này, phòng luật sư các cô chắc cũng đã hạch tính rồi, chênh lệch chắc cũng không lớn lắm. Cũng gần với giá ước tính của các anh. Vậy khách hàng các anh tính với con số 570 triệu thì cộng thêm bao nhiêu làm giá thu mua? Không phải là cộng bao nhiêu mà là trừ bao nhiêu. Giá thu mua bên chúng tôi đề xuất là 500 triệu. Trên Cường, có phải nhầm lẫn gì không? 500 triệu, tổng giá trị tài sản của tờ báo Nhật Quang cũng chưa tới đó. Khách hàng tôi ngày trước nuôi lớn cái công ty, bây giờ tính bán đi, mục đích chỉ có một thôi, chính là kiếm tiền đó. Sao khách tôi chịu bán lỗ vốn được chứ? Cậu Nick hồi nãy nói sai rồi. Thứ đáng giá nhất của khách hàng cô không phải là đất đai, mà là tờ báo Nhật Quang bốn chữ này. Nhưng qua luôn ngày hôm nay, bốn chữ này có lẽ sẽ thành tài sản phụ. Anh nói rất là đúng. Một tòa soạn báo quan trọng nhất là hình tượng. Nếu cả người dân cũng không tin họ, dù họ có bao nhiêu miếng đất máy móc cũng được, vốn dĩ là vô dụng. Cô biết nghĩ vậy là tốt lắm rồi. Vậy có phải cô đồng ý chấp nhận giá thu mua 500 triệu của chúng tôi hay không? Nhân tố mà luật sư anh nói, chúng tôi cũng có suy nghĩ tới. Khách hàng tôi cũng đem quyền quyết định, toàn quyền giao cho tôi phụ trách. Vậy giờ tôi sẽ nói cho anh biết đáp án. No. Bên chúng tôi ra giá là 650 triệu. Mà thật, quản lý của La Mỹ Nha sẽ mở buổi họp báo trong vòng 2 tiếng nữa. Họ sẽ tố cáo đương sự của cổ làm thế nào gạt La Mỹ Nha, làm thế nào chỉnh sửa bộ ảnh đó biến thành bộ hình gợi cảm. Cảnh sát lần này sẽ phái người tới dự buổi họp báo. Nếu như bọn họ có đầy đủ chứng cứ, họ sẽ lập tức đề xuất khởi tố dân sự đối với tờ báo Nhật Quang. Tờ báo Nhật Quang có thể sẽ mau chóng vướng phải một vụ kiện dân sự. Trong lúc này đây, vốn dĩ là không có công ty nào chịu thu mua. Khách hàng tôi chịu ra giá 500 triệu là vì họ chịu tốn thời gian 3 năm cũng được, 5 năm cũng được, khiến tờ báo này cải tử hồi sinh. Tôi đồng ý với cách nói của anh, nhưng giá cả của chúng tôi vẫn không thay đổi, 650 triệu. Nếu tập đoàn Việt Ninh không trả được cái giá này, cuộc giao dịch này chính thức hủy bỏ. Martha, sao cô có thể cố chấp tới vậy? Trách nhiệm của chúng ta chính là trong tình huống hợp lý hợp tình cố gắng đạt thành cuộc giao dịch. Nếu hôm nay cô không thành giá, tôi dám cá tới ngày mai không đáng giá 500 triệu đâu. Nếu bên mua chỉ có một mà thôi, tôi nghĩ không cần tới 500 triệu, tôi sẽ lập tức đồng ý. Có bên mua thứ ba đồng ý ra giá 650 triệu. Thạch Quá Tam Đồng là tập đoàn than đá nội địa. Họ quyết định tấn công ngành báo Hồng Kông. Trên tay anh đang cầm là thư ngỏ ý thu mua tờ báo Nhật Quang của họ.
ra giá 650 triệu tiền Hồng Kông. Trương Cường, tôi có thể cho anh 2 ngày để bàn kỹ lại với khách hàng của anh. Nếu các anh ra được giá tương đương, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là hợp tác với các anh rồi. Được. Vụ thu mua xảy ra vấn đề sao? Phải đó, mà thà nâng giá thu mua lên tới 650 triệu, còn hạn cho sư phụ trong vòng 2 ngày phải hồi âm. Không phải chứ, vụ bê bối lan truyền hết rồi mà, còn chắc giá tới vậy, không cần bán lại à? Thì ra không chỉ có tập đoàn Việt Ninh ra giá, còn có bên công ty thứ ba cũng có hứng thú với tờ báo Nhật Quang. Là công ty gì vậy? Bết. Chuyện gì? Cô làm ơn điều tra giúp tôi, công ty Tam Đồng Thạch Hóa của nội địa, dù là cơ cấu công ty của họ, toàn bộ cổ đông, tài sản của doanh nghiệp, tôi cũng muốn biết rõ từng chi tiết. Ừ. Nick à, ừ? Cậu giúp tôi điều tra Tam Đồng Thạch Hóa, bọn họ có văn phòng ở Hồng Kông hay không? Bọn họ có từng hợp tác qua với văn phòng luật sư, phòng kế toán viên, thậm chí là những công ty khác hay không? Tự nhiên khi không một tập đoàn than đá, sao lại tới đây dự định đầu tư, mua một tòa soạn ở Hồng Kông? Trong đó, nhất định có ai đó xây cầu đắp đường giúp đỡ cho họ. Cậu nhất định phải giúp tôi tra ra người trung gian này lại. Ừ. Tôi không ngờ Martha là có thể đánh thắng Trương Cường được. Cô là chị em tốt của tôi đó. Trước giờ tôi đều có lòng tin với cô hết. À, Lính Kinh à, ừ? Tôi muốn hỏi anh có biết giá mà tờ báo Nhật Quang ra là bao nhiêu không? Nghe nói là 650 triệu. Ừ. Trời, cao dữ vậy Casey. Hả? Casey. 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 Vừa mới thua cược anh. Cảm ơn. Có phải anh đã sớm biết là có công ty khác ra giá muốn thu mua tờ báo Nhật Quang hay không? Tôi đâu có biết. Không phải tôi nói rồi sao? Tôi chỉ đoán thôi. Tôi và Jason đã dùng cả buổi chiều để liên lạc mấy công ty phương giới, nhưng mà bọn họ ai cũng giữ lý do này nọ, không đưa thông tin các quỹ viên cho chúng ta. Cô có lên Facebook của Hạ Quân Yến xem qua không? Bình thường cô đăng tải hình gì nhiều nhất? Tôi thấy cổ hiếm khi đăng mấy tấm hình chụp chung với đàn ông lắm. Đa số mấy tấm hình đều là cổ khoe khoang hết. Tôi thấy cổ có một tấm hình xách cái túi xách giá tới 150.000 đô. Rõ ràng cái đó là do mấy người đàn ông thích cổ, giống như Thạch Trái Nam mua cho cổ rồi. Ừ. Nếu như chúng ta còn không chứng minh được Hạ Quân Yến dùng kết hôn làm cái cớ để đòi quà tặng nữa, vụ kiện này chắc chắn thua. Ừ. Ngày mai chắc là tôi sẽ kiểm tra mấy trang mạng của mấy công ty phương giới. Hoạt động của họ nhất định là có chụp hình lại. Nói không chừng ở trong số hình chúng ta có thể tìm được Hạ Quân Yến. Xin lỗi nha, tôi tới trễ. Martha. Wow, lại bánh ra hả? Ngon. Phải đó. Sao hả? Để thần tượng của tụi tôi có sao đâu chứ. Cô cả ác chủ bài của công ty là Trương Cường cũng có thể ép tới chân tường. Làm chị em của cô đúng là điều tự hào của tụi tôi đó. Điều kiện chưa xong đâu, đợi thêm 2 ngày đi. Tới khi Trương Cường thật sự chịu ký hợp đồng mua bán, các cô ăn mừng với tôi cũng chưa muộn. Nói gì thì nói, cô ở đâu dụ người khách hàng có thể dùng 650 triệu mua tờ báo Nhật Quang chứ? Điều này là bí mật thương mại đó. Nè, đừng nói là khách hàng riêng của cô nha. Đã nói là bí mật thương mại rồi mà, cho một ly cappuccino đi. Dạ được, có ngay. Nhưng cái tên Thạch Quá Tam Đồng tôi còn chưa nghe qua. Có người trung gian trải đường giúp cô hả? Vẫn là 4 chữ đó, bí mật thương mại. Có phải lúc trước... Nè, cô Trác đi Trung à, cô quan tâm chị em cô là tôi hay là quan tâm thần tượng của cô là Trương Cường? Tôi là chủ tịch công ty, tất nhiên là quan tâm vụ kiện. Cô không nói thì thôi. Làm ơn, tôi muốn lấy thêm một ly Blueberry Muffin. Cảm ơn anh. Xin lỗi nha, tối rồi còn gọi cô ra đây. Nhưng mà tôi cảm thấy có một số chuyện nên sớm nghe nhắc cô. Liên quan vụ thu mua sao? Có phải Casey ở sau lưng là người trung gian giới thiệu bên mua thứ ba cho cô không? Tôi không cần phải trả lời anh câu hỏi này. Cô đúng là không cần trả lời tôi. Tôi chỉ là muốn cho cô biết, bất cứ ai cô cũng có thể tin, nhưng mà tuyệt đối không thể tin Casey. Cô còn nhớ không, là ai ép cô rời khỏi công ty? Bây giờ tại sao hắn quay ngược lại giúp cô hả? Hắn làm mỗi một chuyện đều có nguyên do. Tuy là tôi không biết nguyên do của hắn là gì, nhưng mà tôi khẳng định nhất định là vì bản thân hắn mà thôi. Dù người trung gian là ai cũng được, tôi cũng phải cần biết hắn có mục đích gì. Cái tôi muốn làm chính là trong tình trạng khách hàng tôi hài lòng với giá cả, hoàn thành vụ giao dịch này. Tuy rằng tôi và cô bây giờ không ngồi chung một con thuyền, nhưng mà tôi thực sự không muốn nhìn cô bị Casey lợi dụng. Hắn đã nói tôi chỉ là một con chó từng cắn qua chủ nhân. Trong mắt của hắn, tôi và cô cũng chỉ là một con chó mà thôi. Lính Khinh, anh có biết tại sao hôm đó tôi nhường ly rượu đó cho anh để nở lại Donna anh cô không? Làm gì tôi biết rõ Casey là người như thế nào. Người nào ở lại
thì người đó tiếp tục làm chó của hắn thôi. Nhưng giờ tôi không giống như anh rồi. Quan hệ giữa tôi và chủ nhân anh hôm nay là bình đẳng đó. Ông chủ Thạch Quá Tam Động Thích Quang năm 84 khởi nghiệp tại Hà Giang, bắt đầu làm khai thác than đá. Năm 95 đã thành lập Thạch Quá Tam Đồng, 3 năm sau đó chính thức thâm nhập thị trường tại Bắc Kinh. Tổng gia sản công ty đại khái là khoảng 4 tỷ nhân dân tệ. Vậy cô có biết tại sao họ lại tới Hồng Kông làm truyền thông hay không? Tôi đã xem qua báo cáo của họ, họ vẫn luôn muốn phát triển nghiệp vụ công ty theo nhiều lĩnh vực, cho nên họ để mắt tới tờ báo Nhật Quang là không hề lạ chút nào. Vậy công ty bọn họ là ai phụ trách vụ thu mua này chứ? Giữa họ với tờ báo Nhật Quang có khi nào có liên quan tới kẻ thứ ba hay không? Cái này liên quan bí mật thương mại của họ khó điều tra lắm. Anh cảm thấy có kẻ thứ ba giở trò sao? Cố tình lôi kéo luôn Thạch Quá Tam Đồng đúng không? Doanh nghiệp khai thác than này một chút quan hệ kinh doanh với Hồng Kông cũng không có. Tôi không tin là ở giữa không có ai mượn gió để thuyền xúi dục bọn họ. Sư phụ à. Sao hả Nick? Thạch Quá Tam Đồng từ trước tới giờ vốn dĩ chưa từng hợp tác với bất cứ công ty Hồng Kông nào. Tôi đã tra được trưởng phòng tài vụ của họ thì ra là người Hồng Kông, còn tới làm việc ở trong hội chứng giám. Hai người có biết là cấp trên lúc đó của anh ta là ai không? Casey Lưu. Hai, như anh dự đoán, Trương Cường muốn làm lớn đoạn tin tức để ép giá của tờ báo Nhật Quang xuống. Cũng may để anh tìm được một doanh nghiệp nội địa ra tranh mua. Bọn họ ra giá nhiều hơn 500 triệu, cuộc thu mua của tập đoàn Việt Ninh nhất định thất bại. Vậy phần hợp đồng thu mua đó có phải đã ký xong sẵn rồi không? Em đừng nôn nóng như vậy, đợi luôn ngày mai đi. Bên phía Trương Cường, nếu không trả được mức thu mua cao hơn, Mata sẽ có thể chính thức đại diện tờ báo Nhật Quang tiếp nhận giao dịch với bên thứ ba. Lúc đó cổ giá của tờ báo Nhật Quang ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Cảm ơn anh nhiều nha, Kisi. Ngày mai sau khi tuyên bố tin tức này rồi thì em sẽ chuyển tiền cho anh. Anh giúp em không phải nhất định vì tiền. Em có còn nhớ em từng là vợ của anh không? Anh giúp em là hợp lẽ tự nhiên. Đợi ngày mai tờ báo Nhật Quang mở cuộc họp báo phóng viên để tuyên bố chuyện này. Chúng ta ăn một bữa cơm coi như ăn mừng, có được không? Ừ, được thôi. Vậy quyết định vậy nha. Anh còn phải đi dự cuộc họp, anh đi trước. Ngày mai gặp. Bye bye. Alo, Sito, Mary đi. Giúp tôi buông hết tất cả cổ phiếu trên tay với tất cả số tiền trong hộ khẩu tôi. Toàn bộ làm đầu tư vào tờ báo Nhật Quang cho tôi. Cảm ơn. Tôi muốn hỏi là công ty môi giới hôn nhân của anh có phải có hội viên tên là Hạ Quân Yến không? Tôi biết thông tin của hội viên là bí mật của công ty anh. Nhưng tôi có thể bảo đảm với anh, những thông tin mà anh cung cấp cho tôi tuyệt đối không công khai ra. Alo. Chuyện gì vậy? Người cô đang kiếm tên là Hạ Quân Yến sao? Phải đó, anh quen cô ta sao? À không, tôi nhớ hôm qua ngồi xem tin tức kiếm tài liệu cho sư phụ, hình như có một tin tức nhắc tới cái tên Hạ Quân Yến này. Vậy anh có nhớ được đoạn tin tức đó là nói gì không? Không nhớ được rồi. Không lý nào, anh nhớ tốt như vậy sao mà quên được. Anh suy nghĩ kỹ lại đi, rốt cuộc đoạn tin tức phát ra khi nào và nói những gì? Tôi ngày hôm qua xem hết báo giấy tạp chí của 3 năm nay, cộng thêm đoạn tin tức ngày hôm qua, tôi mệt từ hôm qua tới giờ. Nhưng đoạn tin tức đó là ở một thời sự, một đời sống hay ở một giải trí? Libya, bây giờ tôi ngoại trừ có chút ấn tượng với ba chữ Hạ Quân Yến ra, cái gì cũng không nhớ. Tờ báo đó vẫn còn ở trong tài liệu, cô có thể kiếm thử mà. Ừ, cảm ơn nha. Libby, Libby, sao? Hejo nói là luật sư Diệp và cô Hạ đều tới rồi, kêu cô lập tức tới phòng họp để họp. Ờ. Xin lỗi nha, có thể bắt đầu rồi. Ừ.
Thật xin lỗi, anh Thành hôm nay không được khỏe nên tôi thay anh ấy ra gặp mặt. Nhưng anh ấy đã ủy quyền cho tôi có thể thay anh ấy đưa ra quyết định. Ảnh không tới thì còn tốt, giống dĩ đâu ai muốn ảnh tới. Chưa thấy đàn ông nào ích kỷ như vậy, chia tay rồi còn đòi lại quà tặng bạn gái nữa chứ. Cô Hạ à, thật ra thì ai cũng có thể đề xuất khởi kiện hết. Lucy Jack, không biết cô và đương sự của mình thương lượng ra sao rồi? Trước khi ra quyết định, tôi muốn hỏi cô Hạ đây một vài vấn đề. Ngoài trừ chiếc xe mà anh Thạch mua cho cô, có phải cô còn chiếc xe khác? Phải đó, trước đó còn có một chiếc xe khác tôi dùng để chạy thay đi bộ. Chiếc xe cô dùng để chạy thay đi bộ thôi hình như còn mắc tiền hơn chiếc mà anh Thạch mua cho cô. Chiếc xe đó cô mua hồi 3 năm trước, lúc đó thì khoảng 620.000, có đúng vậy không? Cũng khoảng đó, tôi không nhớ rõ. Cô Hạ, cô ở Hàng Giang Điền đúng không? Một căn nhà 3 phòng ngủ gần sân ga, mỗi tháng phải trả 350.000. Mỗi tháng chi tiêu của cô cũng khá lớn hả? Luật sư Trác, rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì đây? Tôi đi xe gì, ở nhà ra sao, liên quan gì tới vụ kiện? Tôi chỉ là có con số tính hoài cũng không hiểu. Cô bán mỹ phẩm ở công ty Bá Phương, mỗi tháng tiền lương 20.000 cũng không tới. Nhưng nhìn áo cô mặc và túi cô đeo cũng phải tốn mấy tháng tiền lương của cô. Tôi rất nghi ngờ cô không có lý do nào để đáp ứng tiền chi tiêu mỗi tháng. Dù đơn sự của tôi thu nhập và chi tiêu không cân xứng, cô không cần phải giải thích với cô. Đây không phải là ICAC. Vụ kiện này nếu phải đem ra tòa, tôi có quyền lấy thêm nhiều thông tin từ phía anh. Thật ra ngoại trừ anh Thạch, cô có phải có nhiều bạn trai khác cùng một lúc không? Tiền chi tiêu mỗi tháng của cô đều do họ trả giùm. Xin lỗi nha, tôi chưa kết hôn mà. Tôi cho bản thân thêm nhiều sự lựa chọn cũng không có vấn đề. Còn bọn đàn ông theo đuổi tôi, mua quà cho tôi, cho tiền tôi xài cũng rất bình thường mà. Ở Hồng Kông cô gái nào cũng vậy thôi. Vậy có phải cô đều lấy kết hôn làm điều kiện để họ mua quà cho cô hoặc cho cô tiền không? Không, ai cũng không. Thạch Khải Nam cũng không. Đúng rồi, luật sư Trác. Câu hỏi cô đặt ra đã vượt qua phạm vi chức quyền của cô rồi. Cô Hà đã từng lấy lời khai một lần. Cổ với đương sự của cô không có đặt hôn ước. Chiếc xe đó là một món quà, là một sự ăn năn. Còn nữa, tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa nghe cô cho được một chứng cứ có hiệu lực nào hết. Tôi cho rằng cô nên đại diện cho đương sự của mình hủy bỏ lời khởi tố đối với cô Hạ đây. Tôi đúng là không chứng minh được cô Hạ đang nói dối, nhưng mà hai người cũng đâu chứng minh được đương sự tôi nói dối. Cô cũng nên biết, có ghi điểm thì lợi ích thuộc về bị cáo. Cô không lấy được chứng cứ có hiệu lực, tòa án cũng sẽ phán chúng tôi vô tội mà thôi. Xin lỗi nha. Anh ấy có chuyện gì vậy? Cảm ơn anh nha. Có chuyện gì vậy? Tôi có một đoạn tin tức muốn cho mọi người xem. 2 năm trước, ngày 3 tháng 8, trước một tiệm áo cưới ở vùng Đồng La, có cặp đôi vì một chứng nhận kết hôn mà cãi nhau. Cô gái lúc đó ở trước mặt nhiều người đã tát chàng trai 5 cái. Sau đó có người quay nén lại đoạn clip còn đem up lên mạng. Cái chỗ à, cô tránh ra đi. Anh cũng biết là chiếc nhẫn hơi nhỏ một chút. Anh cũng biết là nhỏ hả? Anh kêu tôi làm sao gặp người ta? Anh hứa với em cho anh thời gian đi. Dạ, phải cho anh bao nhiêu thời gian đi? Anh mua lại, anh sẽ mua lại cái khác cho em được không? Tôi từ đầu đã nói với anh rồi, anh không có chiếc nhẫn 2 carat thì đừng hòng tôi gãi cho anh. Em à. Cô Hạ, người trong clip có phải là cô không? Hồi nãy cô nói qua, trước giờ chưa bao giờ lấy kết hôn làm điều kiện yêu cầu bạn trai mua quà cho cô. Chiếc xe mà đương sự tôi mua cho cô cũng là cô lấy kết hôn làm điều kiện yêu cầu ảnh mua, đúng vậy không? Luật sư Trác, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Luật sư Trác, tôi muốn bàn về phương án giải quyết vụ kiện này. Tôi nghĩ hai bên chúng ta đều rất có thành ý, hòa giải ngoài tòa có phải vậy không? Nguyên tắc của chúng tôi chưa đổi, chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần cô Hạ chịu trả chiếc xe lại cho đương sự tôi, chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ đơn kiện. Nhưng yêu cầu của cô tôi khó mà nói lại với đương sự của mình lắm. Về mặt điều kiện, chúng ta có thể nhượng bộ nhau không? Michael, hồi nãy anh cũng thấy rồi đó. Cô Hạ không phải lần đầu tiên dùng kết hôn để đòi quà tặng, đúng vậy không? Cô ta từng làm vậy rồi, đoạn clip là chứng cứ đó. Không sai. Nếu chỉ có đoạn clip hồi nãy mà không có tờ báo cáo này, điều kiện mà bên cô đưa ra, tôi sẽ đồng ý. Đây là tờ báo cáo kiểm tra tâm thần của anh Thạch Khải Nam. Trên báo cáo nói là anh Thạch 4 năm trước đã tiếp nhận điều trị tâm thần rồi. Anh ta có tình trạng mất kiểm soát suy nghĩ nhẹ, dấu hiệu là ảo giác thính giác. Nếu tôi đem phần báo cáo này trình lên tòa, tòa án sẽ suy nghĩ lại. Đây là lý do phản biện của chúng tôi. Nếu chúng ta đều không có khả năng thắng chắc, sao lại không nhường một bước, xem như là trận bóng đấu hòa. Bên cô hủy bỏ đơn kiện đương sự của tôi,
Tôi sẽ kêu đương sự của mình trả lại một nửa số tiền xe cho anh Thạch. Có lẽ nếu như tiếp tục, đối với đương sự của tôi cũng không phải chuyện tốt. Tôi chấp nhận hiệp nghị hòa giải của anh. Cảm ơn cô luật sư Trác. Cảm ơn. Hồi trưa nay, Trương Cường Trác đã gặp qua chủ tịch Quách của tập đoàn Việt Ninh để thương lượng rồi. Tôi nghĩ là anh ta muốn khuyên bên Việt Ninh mở mức giá cao hơn, nâng giá thu mua lên. Cái giá Việt Ninh đề ra là giá chết, muốn họ nâng lên tới 650 triệu, làm gì có khả năng. Nên tôi nghĩ là Trương Cường cũng định thua luôn rồi. À phải rồi, tôi biết được là Nick và cô bé đang qua giúp Trương Cường điều tra. Tam Đồng Thạch Quá chi 650 triệu mua lại tòa soạn Nhật Quang. Có biết được họ tra được gì không? Tôi cũng không biết nữa. Alo Trương Cường, còn chưa về sao? Cũng được, tôi sẽ qua đó cho. Tôi trước giờ thì nói sặc lơ có mắt nhìn người mà, làm tới tối như vậy vẫn chưa về. Nếu công ty có phần thưởng cho nhân viên xuất sắc, tôi nhất định đề cử anh Trương Cường. Cảm ơn anh trước nha. Nhưng mà hôm nay tôi cả ngày cái gì cũng chưa làm. Tôi chỉ ở đây suy nghĩ một vấn đề, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Lần này tôi có chế một câu chuyện. Tôi gọi anh tới đây là muốn anh cho tôi ý kiến, xem thử câu chuyện này có hợp lý hay không. Được đó, nói đi, tôi thích nhất là nghe kể chuyện. 3 tháng trước, tòa soạn Nhật Quang nói là muốn bán cổ phần ở trên thị trường. Anh ta không may mắn gặp phải kinh tế không được tốt. Thật sự có hứng thú với anh ta chỉ có một công ty thôi, chính là tập đoàn Việt Ninh. Tình trạng ý thiếp vốn dĩ một phát là thành, nhưng mà không hiểu tại sao đột nhiên xuất hiện thêm một công ty ra tranh giành với họ. Công ty này là công ty tư nhân nội địa Thạch Hóa Tam Đồng, nói là muốn tới Hồng Kông để làm truyền thông. Không có gì lạ, bọn họ khiến giá mua nâng lên tới 650 triệu, cũng không có gì lạ. Kỳ lạ nhất chính là tôi biết được bọn họ mấy tháng gần đây vẫn luôn kế hoạch đem quả đầu chi diện ở thị trường bất động sản bên Bắc Kinh. Tôi không hiểu là tại sao đột nhiên họ lại thay đổi kế hoạch đầu tư. Tại sao đột nhiên họ lại phải chạy tới Hồng Kông kiên quyết mua lại? Bên trong nhất định có người đang xỏ kim chỉ đường. Toàn bộ công ty của họ duy nhất có quan hệ với Hồng Kông là giám đốc tài chính của họ, Martin Lương. Anh ta là người Hồng Kông. Trước khi làm giám đốc là công thần của phòng tài chính hội chứng giám. Nếu như tôi đoán không sai, nhất định có người khuyến khích đứng ra giành tòa soạn Nhật Quang. Casey à, Martin Lương từng là thuộc hạ của anh, là anh kêu anh ta ra giành tòa soạn Nhật Quang có phải không? Đúng hết, là tôi kiếm Martin ra giành thêm một phần. Ngay cả con số 650 triệu tôi cũng ra giùm cho anh ta. Casey, anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ muốn xem Trương Cường tôi thua ra sao. Anh thắng rồi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, không phải tôi không gian nhanh, không đế tiện nhanh, là tôi không có điên nhanh mà thôi. Núi không đổi đường đổi, không phải là đường cục đâu, còn có đường sống. Anh chưa thua hết đâu. Một cú điện thoại của tôi có thể chặn đường của anh, và cũng có thể một cú điện thoại mở thông lại nó để anh đục được nguyên đường. Casey, cuối cùng anh muốn giở trò gì? Anh chuẩn bị một giấy tờ cam kết, nội dung là Trương Cường anh đồng ý ủng hộ Casey Lưu tôi đây thay thế Trác Nghi Trung trở thành chủ tịch hội viên Donald & Co. Chỉ cần anh ở trên giấy ký cái tên đó, tôi lập tức gọi điện thoại cho Martin từ bỏ thu mua tòa soạn Nhật Quang. Tới lúc đó anh có thể từ thua mà thành thắng. Có phải anh muốn làm chủ tịch tới điên rồi hay không? Không phải điên, mà là tôi không cam tâm. Cái công ty mọi người làm cái gì đều là do tôi quyết định. Sao văn phòng tầng 16 đó không phải tôi ngồi? Đám lão già hội viên năm nào cũng nhận tiền tới 7 con số là tôi kiếm về cho họ.
tại sao cái ghế chủ tịch không phải là tôi ngồi? Kẻ điên đó đáng lẽ ra là Trác Kế Nghiêu. Bản thân anh ta đang ngồi trong tù, còn phải nhờ con gái của mình để chân cái chỗ đó. Anh hỏi lòng đi, thế rồi có tư cách này sao? Cô nhận qua công việc gì? Cô giúp công ty kiếm tiền chưa? Trương Cường, tôi dám thề trước ánh đèn với anh là tôi ngồi cái chỗ đó rồi. Anh có thể yên tâm, mọi thứ của công ty đều không thay đổi, chỉ có thể tốt hơn thôi. Tôi dựa vào gì để tin anh? Đáng lẽ anh cũng biết thủ đoạn trên chiến trường là không thể lòng dạ đàn bà được. Thế rồi vốn không làm được, bản thân cổ cũng không muốn gánh cái trọng trách này. Cổ tiếp tục ngồi nữa, cuối cùng chỉ có thể bại trận hoàn toàn. Anh suy nghĩ cho kỹ, vụ giao dịch này là win-win, thắng lớn. Tôi nghĩ nếu anh không xuống nữa là báo cảnh sát. Sáng mai tới công ty giúp tôi làm một chuyện. Tôi phải sửa lại bản hiệp nghị thu mua. Cái giá cuối cùng của chúng ta đổi xuống thành 450 triệu. Tại sao lại như vậy? Không phải anh đã từ bỏ thu mua rồi sao? Tại sao giá lại thấp hơn? Cô đừng có hỏi nhiều quá. Tôi kêu cô làm thì cứ việc làm. Hồi nãy anh đã nói gì với Casey? Hai người đã bàn được gì rồi? Casey đã hứa với tôi, ngày mai anh ta sẽ giúp tôi vụ thu mua lần này của Thạch Hóa Tam Đồng. Cái giá là tôi phải ký vào tờ cam kết này, ủng hộ anh ta ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Anh cùng với Casey họp lại kéo he chồ xuống nước à? Nè, anh đã hứa với sếp Trác rồi mà. Giờ anh không định lấy 10% cổ phần của ổng à? Tôi đã tính toán hết rồi. Nếu như Casey còn tiếp tục phá như vậy nữa, tới khi sếp Trác ra có thể cả tôi mất không chỉ là 10% đó đâu. Anh vì tiền bán đứng he chồ sao? Tôi là giúp cho cổ thôi. Từ đầu tới cuối cổ đều không muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này. Cổ phần của cổ ở trong công ty chưa từng thay đổi. Công ty kiếm được bao nhiêu tiền cổ khoanh tay lại cũng được chia thôi. Có gì không tốt gì chứ? Tôi hỏi anh thêm lần nữa, có phải thực sự anh định bán đứng hay chồ không? Không phải là tôi đang bán đứng cổ, mà tôi đang giúp cho cổ. Ok, ngày mai tôi gửi bản thỏa thuận cho anh. Anh đừng tiễn tôi nữa, mình không cùng đường đâu. Chào buổi sáng. Hả? Không phải mua bên ngoài đâu, tôi tự nấu đó. Sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng cho chúng tôi ăn. Cô không sao đó chứ? Có phải là cô đã bị sốt rồi hay không đi? Phải đó, phải đó. Cô đánh răng chưa? Mau đi đánh răng giùm đi. Tôi đi liền. Đại luật sư Phương, cô nấu bữa sáng tôi chỉ thấy qua 3 lần thôi. Một là làm cho bạn trai cũ của cô, lần thứ hai là lúc mới lên chức cổ đông điều hành. Lần này chắc ăn mừng mua lại tòa soạn Nhật Quang thành công hả? Tôi thì cảm thấy không phải đâu. Mà Tha chắc chắn đã ăn mừng, đã thắng được một nửa sư phụ Trương Cường đó của cô, đúng không? Phần thỏa thuận mua lại một ngày chưa được ký, cũng còn nguy cơ thay đổi. Tôi thì nghĩ Trương Cường sẽ không ngồi không đâu. Tôi cũng coi lát nữa trong cuộc họp anh ta sẽ dùng chiêu gì nữa. Giá thu mua của ảnh thấp hơn tới 150 triệu đô. Tôi nghe nói bên tập đoàn Duyệt Minh cũng không chịu ra thêm. Cho dù Trương Cường là thần tiên cũng đâu thể biến ra 150 triệu được. Tôi cảm thấy là lần này cô lo có thắng được Trương Cường không, hơn là lo có mua lại được tòa soạn Nhược Quang không. Cô thắng Trương Cường quan trọng thật vậy sao? Từ khi tôi theo Trương Cường thực tập tới giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta biết khuất phục trước bất cứ đối thủ nào trên bàn đàm phán. Nhưng tôi tin là tôi sẽ là người đầu tiên. Nick à, yên tĩnh quá. Mở chút nhạc lên nghe đi. Can you see light in my eyes? Like a child waiting for Christmas. The stars in the sky. Martha tới phòng họp đợi anh rồi đó. Nick à, cậu tới phòng họp chờ tôi trước đi. Tôi đi gặp Casey. Hey,
Trương Cường, ngồi đi. Phần giấy thỏa thuận tôi chuẩn bị hết rồi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Anh mà ký tên, tôi gọi điện cho Mặt Tinh liền. Trước đây anh ta đã nhận không ít từ tôi. Tôi kêu anh ta dừng, anh ta sẽ chỉ làm theo, nhất định không hỏi gì hết. Ký đi, mà tha đã tới rồi đó. Xin lỗi anh nha Casey, tôi thay đổi ý kiến rồi. Giao dịch mà trước đó tôi đã hứa, tôi quyết định hủy bỏ. Xin lỗi nha Martha, bắt cô phải chờ lâu. Không có gì, là anh dạy tôi làm luật sư điều cơ bản nhất là có tính kiên nhẫn mà. Phải rồi, anh và khách hàng của anh bàn bạc như thế nào rồi? Đương sự tôi đã hối tôi mấy lần rồi, họ muốn tôi nhanh chóng cho họ câu trả lời. Tôi nghĩ tôi không thể đồng ý lần giao dịch này với họ. Tập đoàn Duyệt Ninh quyết định từ bỏ sao? Tôi từng hứa là nếu bên anh chịu thêm tiền cho chúng tôi con số mà chúng tôi muốn thì bên chúng tôi sẽ ưu tiên chấp nhận sự thu mua bên anh. Thật ra tôi cũng muốn hoàn thành sớm giao dịch lần này lắm, nhưng mà bên hội cổ đông đã từ chối cái giá thu mua 650 triệu này. Tôi là luật sư đại diện của họ, quyết định của họ chính là quyết định của tôi. Xin lỗi Trương Cường, thật ra tôi rất trông đợi lần giao dịch này của chúng ta có thể thành công. Xin lỗi. Alo, có chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Mình ra ngoài đi. Sư phụ à, anh có đoán được xảy ra chuyện gì hay không vậy? Liệu có phải bên mua của họ xuất hiện vấn đề gì không? Không thể nào. Casey muốn tôi chết, anh ta nhất định sẽ không để vụ giao dịch có bất trắc gì đâu. Hai người chưa nghe tin sao? Bên phía Tam Đồng vừa mới đưa ra một công bố trên trang mạng của họ, nói rõ thu mua tòa soạn Nhật Quang chỉ là tin đồn thất thiệt. Họ vốn dĩ không định phát triển sự nghiệp báo chí ở Hồng Kông. Nói vậy tức là bây giờ tòa báo Nhật Quang chỉ còn một người mua bên chúng ta thôi hay sao chứ? Ừ. Casey đang ở đâu? Ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Xin lỗi, có thể tiếp tục họp rồi. Tôi cũng không muốn giấu mọi người nữa. Tôi vừa mới nói chuyện với người bên phía Tam Đồng, bọn họ quyết định hủy việc thu mua lần này. Như vậy tức là hợp tác lần này của chúng ta tiếp tục được rồi. Vậy tôi muốn hỏi là bên tòa soạn Nhật Quang có suy nghĩ về việc điều chỉnh giá mà họ yêu cầu hay không? Cái này tôi có thể thay khách tôi trả lời anh. Chúng tôi sẽ chấp nhận giá thu mua 500 triệu của anh. Xin lỗi cô Yamata, cái giá này là được đưa ra 2 ngày trước. Tôi nghĩ chắc là cô cũng biết rất rõ, chuyện giá cả sẽ tùy vào tình hình thị trường mà điều chỉnh cho hợp lý. Trương Cường, anh không phải muốn chém giá đó chứ? Chuyện mua bán là phải nói vào cái thế. Giờ cái thế nghiêng về phía chúng tôi, tôi tất nhiên phải vì khách của mình đòi được cái giá hợp lý nhất chứ. Ok, bao nhiêu? Cái này là thỏa thuận thu mua mà bên chúng tôi chuẩn bị. Để thu mua toàn bộ Nhật Quang, chúng tôi đồng ý trả giá 450 triệu. Giá này của anh chênh lệch quá nhiều với giá dự đoán của tôi rồi. Tôi không nghĩ ra nguyên nhân gì để tôi thay khách của mình chấp nhận đề nghị này của anh được. Nick à, giá cổ phiếu của Nhật Quang bây giờ còn bao nhiêu? Vừa mới rớt còn 2 đô. Giá cổ phiếu của Nhật Quang đã rớt tới 20% so với giá đóng sàn ngày hôm qua. Martha, tin xấu của khách hàng cô hết cái này tới cái khác. Vụ án chụp hình trẻ em khiêu gợi, cảnh sát đang bắt tay điều tra rồi. Bây giờ bên mua thứ ba lại tự nhiên không thu mua nữa. Tôi dám đảm bảo giá cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục hạ, ít nhất phải rớt thêm 30%. Cơ hội mà qua thì không còn đâu. Nếu như bây giờ cô không bán, ngày mai giá chúng tôi đưa ra rất có thể sẽ rớt còn 400 triệu. Thậm chí là có thể sẽ cho dừng lần thu mua này. Lúc nãy không phải cô nói với tôi là rất muốn hợp tác với tôi hoàn thành giao dịch lần này hay sao? Cảm ơn. Tờ báo Nhật Quang vừa đưa tin đã đạt được thỏa thuận thu mua với bên Duyệt Ninh với giá 450 triệu. Với giá bán thấp hơn dự tính của thị trường, giá cổ phiếu của Nhật Quang giảm mạnh,
đã giảm hơn 36% giá đóng sàn sáng nay. Qua phân tích cho rằng giá cổ phiếu sẽ còn chịu áp lực, đề nghị nhà đầu tư cân nhắc khi mua. Sao hả? Chúng tôi cố tình tới đón cô tan ca đó. Thời gian tối nay cho hết cô luôn đó. Định là mua sẵn rượu để ăn mừng nữa. Giờ thành rượu an ủi rồi. Cái gì rượu an ủi chứ? Cô đâu có thua. Tuy là giá thu mua hơi thấp một chút, nhưng cũng đã thu mua thành công. Vẫn đáng chúc mừng. Nếu đã vậy thì cười một cái coi. Sao cười chứ? Cô làm thử tôi coi. Cười cô cũng không biết nè. Nhắm đôi mắt lại, sau đó toát miệng ra. Cô là giống như tôi nè. Hay là học vẽ mặt lúc nãy của Trương Cường đi. Martha, cô không phải muốn hợp tác với tôi sao? Có được không? Thế rồi, đói bụng quá à, có thể ăn cơm được chưa? Đó, nếp nhăn ra rồi kia, 2 vạch, 3 vạch, cô còn dữ hơn nữa, 4 vạch đó. Tôi có tìm qua mấy người bạn làm gì tài chính, họ cũng đều không nhận được tin là tại sao bên Tâm Đồng tự nhiên lại đổi ý như vậy. Thời gian tuồn thông tin ra đúng lúc vậy. Cậu nói không có ai ở phía sau giở trò, nói sao tôi cũng không tin. Anh nói xem có khi nào liên quan tới Casey không? Tôi cũng từng nghĩ vậy, đây là điều có khả năng nhất. Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ ra lý do tại sao Casey lại đột nhiên đổi ý giúp đỡ tôi. Có khi nào chúng ta nghĩ nhiều quá rồi không? Có thể đúng lúc là phía bên Tam Đồng cảm thấy giá thu mua không đáng nên dứt khoát bỏ thôi. Tôi cũng mong đây chính là đáp án. Là Casey. Sao hả Casey? Tìm tôi có chuyện à? Được, bây giờ tôi sẽ qua đó nghe. Khuya vậy còn chưa tan ca hay sao hả Casey? Nếu có giải thưởng nhân viên siêng năng, tôi nhất định sẽ đề cử anh. Không cản trở anh tan ca đó chứ. Tôi nhớ anh còn thiếu tôi một câu nói, nên cố tình gọi điện thoại kêu anh qua đây trả cho tôi đó. Là lời gì chứ? Cũng đơn giản thôi, là 2 chữ: cảm ơn. Là anh kêu Thạch Quá Tam Đồng hủy bỏ lần thu mua này. Tôi giúp anh thuyết phục Thạch Quá Tam Đồng là không có bất cứ điều kiện gì hết. Bộ anh quên rồi sao? Chúng ta lại cùng đứng chung một đội mà. Sao tôi lại muốn anh thua, muốn anh chết vậy chứ? Casey à? Trương Cường, tôi muốn giảng hòa với anh. Thực ra tôi không hiểu sao chúng ta nhất định phải là kẻ địch mà không phải là bạn bè chứ. Anh muốn tiền, tôi muốn quyền. Chúng ta vốn dĩ không có xung đột nào hết. Nè, vụ kiện lần này chính là ví dụ rõ nhất đó. Nè, sau này nếu như anh cần tôi giúp gì cứ việc lên tiếng. Nói chung có thể kiếm tiền cho công ty, tôi nhất định không nói không. Casey à, thật ra tôi cũng không muốn biến công ty thành chiến trường đâu. Là bạn bè hay là kẻ địch không phải do tôi quyết định, người quyết định là anh. Yên tâm đi, về sau tôi sẽ chứng minh cho anh thấy chúng ta sẽ không chỉ là bạn, thật ra chúng ta là cùng một loại người. Tại sao cô lên đây mà không báo trước cho tôi vậy? Cô biết không, cô đi lâu như vậy rồi, tôi vẫn không có thay đổi mật khẩu khóa cửa. Vì tôi biết rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ về thôi. Anh có biết cổ phiếu Nhật Quang hôm nay rớt bao nhiêu không? Giá thu mua là một nửa của hôm qua, rớt tới hơn một nửa lần đó. Thì giá bán lại của họ thấp như vậy, thị trường tất nhiên không có chịu nó rồi. Tôi cũng đâu có cách nào. Hôm qua anh chắc chắn mà nói với tôi cái gì đây? Tòa soạn Nhật Quang giá thu mua 650 triệu, ngày mai nhất định sẽ tăng gấp đôi. Anh biết là tôi mất bao nhiêu không? Cũng đâu có nhiều lắm, 10 triệu đô chứ gì. Vốn dĩ tôi nghĩ là cô sẽ bỏ 20 triệu vào, không ngờ lần này cô lại nhát gan như vậy. Anh vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ là sẽ giúp tôi. Anh từ đầu tới cuối đều chỉ muốn đào cái hố cho tôi dễ vào, có đúng hay không? Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy hối hận rồi. Tôi chê cái hố đào chưa đủ lớn, chưa đủ sâu. Không cần vội vậy,
10 triệu đó tôi sẽ đền lại cho cô, không để cô thiệt một xu nào hết. 10 triệu đô, chỉ cần làm một việc thôi. Alo, Johnny hả? Anh lên đây chút đi. À, được thôi. Mary à, bộ hai người chưa nói chuyện xong hả? Anh xuống dưới chờ em nha. Em điên hả? Em làm gì vậy? Mời triệu đi. Lau dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi trước mới được đi.是与非从来无方向，就算风急雨。